là tới Ba Tri rồi nha. Anh em chuẩn bị đi chút đi câu cá phi. Thì mình vô tới nhà bạn của ai vậy hả? Chú Quay hả? Chú Quay. Thì mình vô đây mình thấy cái me. Ngon chưa? Chưa không? Thiệt không không? Để rồi. Các bạn. Me ở dưới Ba Tri á nó chưa lớn nha, bự lớn nha. Đó. Ăn. Thơm chưa? Thơm chưa? Thơm chưa các bạn? Có cây cóc nữa. Ở dưới đây nhiều cũng thiên nhiên các bạn. Ngon hơn mình nhiều. Giờ mình chuẩn bị đi đào, đi chặt trúc, đi đào trùng, đi công cá phi. Bạn biết mấy cái lỗ này là lỗ gì không? Nó mấy cái nhà nhỏ mình hay á. Mấy cái lỗ này là hay bắt mấy con quýt tàu của các bạn. Mà con bé nó là không có, lâu lâu mới có hết con. Bây giờ anh em chuẩn bị làm lưỡi câu đó các bạn. Vô tình hôm nay mình đi biển mà cái khác, mà hôm nay vô tình xuống đây thấy cá quá nhiều đi câu. Không biết họ dính ăn không, vấn đề khác nữa. Hi, xin chào cả nhà, hôm nay mình đi xuống dưới Ba Tri nha. Thì đồng hành cùng mình là bạn Tuấn với Thắng với anh Minh, còn chú Trinh với bạn nào đó không biết nữa. Thì đã chia ra bên kia câu cá lớn, mình đây mình câu cá nhỏ. Bây giờ mình đi câu cá phi nha các bạn. Thì bạn Thắng, bạn Tuấn rồi bên kia, mỗi người chia ra nhau. Trời nắng quá, hôm nay xuống Ba Tri thử coi. Mà nắng quá trời luôn các bạn. Các bạn đồng hành cùng mình nha. Đem lưới với tay lờ vỏ lưới mới về nha các bạn. Đó, anh Minh dính cá bự quá trời luôn các bạn ơi. Hết hồn cá luôn.
hồn cá thấy ham luôn các bạn ơi. Con cá thấy ham chứ. Ruộng mà sao nuôi? Sướng thiệt luôn chứ nữa, giật mỗi tay luôn á. Mày dâm trong con không? Đồ thế tôi câu hoài luôn đó cho. Ủa câu cá nhỏ thả hả? Giật quý, giật quý. Nó đâu có giục nữa đâu. Nó dính rồi là nó không có giục. Phờ. Nó dính vô con mắt nó không còn sao giục. Cá nó dính mắt không à. Ủa sao kỳ vậy? Ừ. Bạn nãy nó ngang dính bụng luôn bạn. Thì vậy á. Ôi. Đó. Bạn Tưng ở đây, cá này nhỏ quá, bắn chê nãy giờ các bạn. Làm như dễ ăn đâu mà có sẵn vậy không? Câu nó không ăn. Mình qua bên kia mình câu chung với mấy người kia câu cá bự nha các bạn. Nghe nói nãy là câu cá bự nhiều lắm. Thì bây giờ là mình sẽ đi qua bên kia mình câu thêm. Nãy giờ mình đi mình té, mình mẩy như con mèo luôn các bạn. Giờ mình ra ngoài kinh mình câu nha các bạn. Nãy giờ nghe quá trời cá luôn. Ủa tôi lưới nãy ai vậy? Tôi lưới câu ai vậy? Mình. Không, mấy người bên đây nãy mấy người bên đây câu cá rô, cái này bự nha. Wow. Đó các bạn.
dính được con cá. Anh Minh dính hay vậy? Trời ơi, vậy em thấy. Nè các bạn. Cá này nhỏ hơn cá nãy mình câu ngoài kia. Cá ngoài kia câu bự lắm. Thì mình tháo ra nha. Trời ơi. Quá trời cá luôn. Mọi người điên túm túm nha các bạn. Trời, có cá rô luôn hả? Ở cá rô bự như vậy chứ kinh. Kinh mà. À, giờ mình rộng hả? Ờ, ai giữ cá gì kia hả? Nhóc bển cái Hà Thắng. Hả? Ai giữ cái Thắng? Ở cá tá mà nghe chặt vậy hả? Còn hai đó nó ngồi đẳng ta. Cách xem đây. Đâu, có dính không? Đem vô. Ôi các bạn ơi, giờ á câu mấy cái này sướng ghê luôn ha. Kèo cây. Dạ, kèo cây rồi, câu rồi ha. Hồi xưa mát này mát nữa. Hồi xưa là mình bơi thuyền đi câu không. Vô. Ở đặng á, đặng câu con cá bự nhiều ghê. Oh yeah. Đâu, bự không? Ê, dữ không? Thành như cái con câu này của cái chú này ngon hay gì á. Em nãy mượn câu cũng dính, anh Tư mượn câu cũng dính. Mướn được rồi, ốc cái hồi mướn tôi mướn được rồi. Cái câu này câu xin luôn. Ờ, cái câu nghề của người ta mà anh Tư xin. Hên mà. À biết. Thôi, nó trời tả người câu đừng con tả câu được. Tả nó cho chú cặn một câu đi. Ủa cái này còn cái chốt ăn hết à? Nó đánh con nữa. Cá chốt nữa. Phải không anh? Chốt nữa. Cá này làm gì ăn anh Minh? Này, con chua. Kho. Ờ, đây đựng con nữa. Hai con. Bên kia hai con rồi. Là hai túm rồi. Túm bên đó anh Minh. Người về đừng túm 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 rồi. Trời ơi, cá chốt nữa nè tớ. Mối tay luôn. Hả? Ủa cái này khó kiếm lắm hay gì? Ừ ghê vậy. Bỏ vô tức. Bỏ lộn vô à cái hố cá đi. Cái bên hồ không có mồi đi. Này bông súng hay gì anh? Ừ đúng rồi bông súng nè. Có không con? Ủa nó giật. Wow. Dính cá rô các bạn ơi. Mình câu dính con cá rô. Vàng ươm luôn, rô đồng đã chứ. Ơi. Ui. Nó đầm không quý, dài không ạ? Không, anh Minh dạy là chỉ là phải vuốt nó như vậy đó mình mới mở. Trời ơi cái anh Minh cái gì đó, cái gì đó anh Minh. Hay quá, dòng ta thắng nặng ghê ha. Rùa cái đi mất tiêu luôn rồi. Nãy giờ toàn là chú tơ chú câu đi dép không à chú. Anh mình hồi mình bắt ở đâu anh? Đây nè. Nước đục nước gì xăm mấy người kia câu được. Ơi, ơi ơi. Ê con cá gì vậy? Trời mẹ hết rồi. Mày chui luôn à. Dính ơi. Ơi ơi. Con ơi dết. Ơi cái cây. Dính cái cây rồi. Rồi dính rồi. Quất cái em xuống ta tán. Ôi con cá. Con cá à. Con cá bự dữ người ta. Bỏ xuống cá mò. Con cá.
bỏ vô nè các bạn. Trời ơi. Lóc quế. Hả? Cái đồ à? Ôi. Lộ róc quá. Ừ. Có không bạn? Ủa này giống cá ngát quá ha. Cá chốt nè. Nó giống cá ngát, nó cứ ngạnh gì à. Ôi. Đó. Bây giờ là mình sẽ lâm vô. Nay đi gặp. Ôi dạ. Mình không tin là xuống đây là cá nhiều đến nổi vậy đó các bạn. Nhiều sao mà mình. Rồi, anh Minh câu dữ ta. Cá ta câu được rồi dép. Ôi bạn Thắng ơi, bạn trớt quá bạn ơi. Bạn chơi kỳ quá. Chơi gì câu được cái gì. Đó. Thì bây giờ là mình đã câu được. Đó, được. Nhiều đây. Bạn Thắng bắt canh chép. Nè các bạn, cũng cỡ độ cỡ 2 ký mấy à. 2 ký mấy 3 ký à. Thì anh em về sẽ cái này nấu canh chua hay chiên, à, nghe nói chiên xù cái gì các bạn. Thì mình không biết nha. Để làm đây là một cái mình hẹn các bạn vào lần clip sau nha. Bây giờ là chuẩn bị mình đi bắt một thơ một cái đặc sản ở đây nữa nha các bạn, mà mình sẽ bật bí các bạn vào clip sau nha. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Ôi rộng vậy sao chết à? Chết chứ, có phi này nè. Chị, có chết. Mấy con cá chốt quá chị. Rồi. Vào được vậy hả? Mà lần này quá trời luôn, nó bấn một tài sao hết trơn hết. Trời đó, cái màu cực chết, lần nó dữ lắm. Rồi, ở đây hả? Ừ. Đây là cái động đó hả? Lần cái tin đó, cái mò con đó dữ lắm á. Dạ. Hồi nãy giờ đói bụng các bạn. Là đói không nói được gì, mặt buồn hiu à. Thì ra là đói bụng á. Có vậy á, con tôm dưới hả? Trời ơi. Tôm chưa ta? Vậy rồi sao? Thắng ăn cơm không? Con tôm dưới là ăn hai. Gì bạn, Thắng ăn được không? Cái tóc nó giòn lắm á. Nó rắn nó còn tay rồi mày đứng rồi nó cãi ngọt luôn á. Ồ. Thôi, đang leo cây mà anh. Trời. Cái này chắc nó rụng quá. Rồi, ok. Cũng như đây thôi hả? Ừ, được rồi. Ở đây có nữa nè. Ôi. Ôi, cái này. Có được rồi. Cái này mà có chén muối ớt nữa hả các bạn? Ha. Tập chén muối ớt đi. Này muối ớt hai cái gì? Rồi đó. Cho mấy anh nhậu lên tâm nha. Bây giờ là anh em họp mặt xuống nhà anh quay. Thì cái nào trước? Đi ra biển rồi các bạn được. À, gì? Mình phải mực trên này xuống. Gặp anh vô đây. Gì bạn? Cái gì? Mình nhậu. Đâu, mình làm tại đường mình nhậu hả? Ơi ơi bạn Tính ơi, được không bạn Tính? Ham ăn dữ hả? Ờ. Trời ơi. Đã. Trời nó ngon. Rồi vô xị đi, vô ăn ly. Anh em rồi. Rồi mời cả nhà chung vui với nhóm mình nha. Đó. Chắc hết luôn quá. Hả? Được không? Ngon nha, giòn với hả? Cái ổ chua. Không chua hả? Dụ mà. Không chua không? Không chua quá. Không chua ăn đi. Ừ. Không chua mà cho chú nguyên cái cây em về luôn đi. Không chua ăn đi. Các bạn em ơi. Được. Đó, tàu đường lên tới rồi đó. Lên nhậu. Ta nhậu nó uống nước ngò lạnh rồi này vô uống trà đường. Thấy không? Ta uống trà mình uống trà. Đúng rồi. Rồi vô. Đúng uống cá thì thèm quá trời luôn. À, đúng rồi. À, uống chủ nhà đó. Xin chào cả nhà nha.
Thì hôm nay là mấy anh xuống dẫn mình đi xuống nhà của anh Quay là dưới Ba Tri xuống để xem mấy anh này đi câu cá. Thì câu cá rất là nhiều ở Ba Tri, mình nói thiệt là hơn ở trên mình nữa các bạn, hơn ở trên mình rất là nhiều nha. Thì anh em giờ gặp mặt thì anh em lai vai về ly rượu cho thấm tình dân tộc, rồi xong là mình sẽ đi về tới nhà mình nha. Thì bạn Thắng với anh mình đã chịu không nổi nằm đồ nghề của mình các bạn. Hôm nay là còn dự tính đi nữa nha, mà giờ giải kiếm hết rồi, ngoài biển đã lớn hết rồi nên mình không ra ngoài biển được. Hẹn các bạn giờ lần sau thì mình sẽ ra biển nha. Thắng quẹo quá. Bạn Thắng quẹo cu lá rồi luôn. Đúng rồi. Tú mình. Giờ là gom đồ về nữa rồi. Cậu mà mày đem cái túi xuống tao nha. Bao giờ tao lấy được cái túi là tao nhét vô cái miệng của mày nha. Để giờ đi câu mà nó không đem lên. Tao thu luôn phải không?